xanh lan quân với một xích thố kiên cường, một hỏa kích dãy dùng tứ hải. Đời lưu tiên anh tài, cùng loan sanh duyên hài, mời tướng công muôn sài, miền nồng thiếp dân gian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là kế của Tào Mang. Mưu đi tiện là mưu tên